trên trời là đấng chốn này chỉ mình chỉ tôi. Anh em hãy nên nhân từ như Cha trên trời là đấng từ nhân, thứ tha lỗi lầm. Thầy dạy anh em hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa, hãy khấn cầu cho kẻ vu khống anh em. Nếu những ai kiên trì làm vậy, phúc lớn lao trên trời Thiên Chúa dành cho. Anh em hãy nên chốn lành, chốn lành như Cha trên trời là đấng chốn lành chỉ mình chỉ tôi. Anh em hãy nên nhân từ như Cha trên trời là đấng từ nhân, thứ tha lỗi lầm. Thầy dạy anh em hãy tha kẻ thù, nguyện cầu cho ai ngược đãi anh em. Tát má nơi giờ mặt còn lại, lấy áo ngoài trao tặng luôn áo bên trong. Nếu những ai trong đời làm vậy, Chúa sẽ tha một tội trong kiếp trần gian. Anh em hãy nên chốn lành, chốn lành như Cha trên trời là đấng chốn lành chỉ mình chỉ tôi. Anh em hãy nên nhân từ như Cha trên trời là đấng từ nhân, thứ tha lỗi lầm. Thầy dạy anh em hãy yêu kẻ thù, nợ nần cho vay dù thất thu ngày. Nếu bắn con đi cùng một dặm, chớ đắn đo đi cùng bên đó hai luôn. Nếu những ai chân thành làm vậy, Chúa sẽ đồng bà lại cho đâu đầy hơn. Anh em hãy nên chốn lành, chốn lành như Cha trên trời.